Thưa quý vị, những ngày qua tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn do Trung Quốc gây hấn tấn công. Khó khăn nguy hiểm là vậy, thế nhưng ngư dân Quảng Ngãi không lùi bước, vẫn bám biển thu về nhiều tôm cá. Sau gần 20 ngày ra khơi, hôm qua, tàu cá QNG94877 của ông Trần Hồng Dương ở Đức Phổ, Quảng Ngãi đã trở về cảng Mỹ Á với hàng tấn cá lớn. Sau khi trừ phí tổn nhiên liệu, mỗi ngư dân trên tàu được chia 15 triệu đồng. Những ngày qua, tại cảng cá Mỹ Á, tàu cá từ Hoàng Sa trở về tấp nập cập cảng. Ngư dân chúng tôi là cũng vẫn bám biển gần dàn phân và hiện nay là thấy đem về nhiều cái thủy sản và rất nhiều cái nguồn lợi. Điều này là riêng là anh em cũng rất phấn khởi, dù cho có khó khăn gì cũng vẫn đem lượng cá về. Những chuyến đánh bắt thành công thu lãi hàng trăm triệu đồng đã làm cho ngư dân Quảng Ngãi phấn khởi tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.